Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này, mình sẽ tổng hợp cho các bạn những cái app mà các bạn có thể kiếm tiền online tại nhà uy tín. Thực ra thì app kiếm tiền online có rất là nhiều. Tuy nhiên, đây là những cái app mà đã hoạt động lâu rồi. Mình đã tham gia trong thời gian dài và thấy tốt, cho nên là muốn chia sẻ đến các bạn. Rồi, thì cái video này khá là dài nhé. Cho nên là những bạn nào mà không kịp xem hết thì các bạn có thể chia sẻ video này vào tin nhắn Zalo, Facebook để các bạn có thể tiện xem tiếp ha. Tất cả những app mà mình kiếm tiền ở đây thì mình sẽ để cái đường link hướng dẫn ở dưới phần mô tả hoặc bình luận. Còn không, các bạn có thể vào website của mình ha. Các bạn có thể lên Google, các bạn sẽ gõ cho mình website trannhalin.com. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái dấu ba gạch ở phía góc trái màn hình này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình app kiếm tiền online. Thì trong này mình cũng tổng hợp cho bạn những cái app mà các bạn có thể kiếm tiền trên điện thoại. Các bạn có thể vào đây để cập nhật ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Đó là mình sẽ giới thiệu các bạn những cái app các bạn có thể kiếm tiền trên điện thoại. Thì đầu tiên, cái app mà các bạn có thể kiếm tiền rất là tốt đó là app MBBank. App MBBank là app của Ngân hàng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì app này thì thực tế là cái app mở tài khoản ngân hàng á. Thì những bạn nào mà chưa có tài khoản ngân hàng, các bạn có thể đăng ký tài khoản của Ngân hàng MB và các bạn sẽ nhận được là 30.000 tiền mặt. Và lưu ý là các bạn phải đăng ký theo đường link của người giới thiệu thì các bạn mới được hoa hồng, tại vì đây là cái chương trình ưu đãi của bên MB. Sau khi đã có tài khoản rồi, các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là giới thiệu bạn bè. Các bạn có thể vào cái mục MB cộng cộng ở đây ha. MB cộng cộng ở chính giữa màn hình ở phía dưới nhé. Sau đó các bạn sẽ vào cái mục giới thiệu nhiều nhận tiền triệu. Rồi thì ở trong này các bạn sẽ lấy cái đường link để đi giới thiệu ha. Với một lượt giới thiệu thì bạn sẽ được 50.000 đồng. Các bạn sẽ nhấp vào lấy link giới thiệu này, sau đó các bạn sẽ chia sẻ đường link qua Zalo, Facebook nhé. Nhấp vào đây, rồi chia sẻ qua Zalo, Facebook cho bạn bè, người thân để người ta đăng ký ha. Đó, và khi người ta đăng ký xong, các bạn sẽ được 50.000 đồng và người kia sẽ được 30.000 đồng. Rồi, ngoài ra nếu các bạn đạt cái mốc giới thiệu này, ví dụ như đạt mốc giới thiệu 5 lượt thì các bạn sẽ được tặng thêm 50.000 đồng, 10 lượt thì được tặng thêm 200, 20 lượt thì được tặng thêm là 300.000 ha. Ngoài ra các bạn còn có thể tham gia cái chương trình đua top, có nghĩa là nếu các bạn thuộc cái người mà giới thiệu nhiều nhất này, hạng nhất thì sẽ được 10 triệu trong một tháng. Đó, hạng nhì 9 triệu, hạng ba 8 triệu và cứ như vậy, hạng 10 là 1 triệu ha. Đó, thì chi tiết chương trình các bạn có thể đăng ký và xem hướng dẫn ở trong này. Thì để mà đăng ký tài khoản ngân hàng MB, các bạn sẽ truy cập vào cái đường link là, các bạn sẽ lên Google, các bạn sẽ gõ cho mình cái đường link là trannhalin.com gạch chéo MB. Đó, đường link này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả ha. Các bạn có thể nhấp vào luôn. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái nút đăng ký ngay đây này và tiến hành tải app về điện thoại ha. Tất cả những app mà mình giới thiệu ở đây thì mình sẽ để cái đường link đăng ký và cái đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả hoặc là bình luận. Các bạn có thể nhấp vào xem. Rồi, ứng dụng tiếp theo mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là ứng dụng Tinet ha. Tinet là ứng dụng ngân hàng số của ngân hàng MSB, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam. Cái ứng dụng này nó cũng tương tự như ứng dụng MBBank. Sau khi bạn đăng ký tài khoản xong, các bạn sẽ nhận được tiền thưởng 20.000 đồng. Và khi các bạn đã có tài khoản rồi, các bạn có thể giới thiệu người khác tham gia. Thì với một lượt giới thiệu thì cả bạn và người kia sẽ được 20.000 đồng ha. Và 20.000 đồng này thì một là các bạn sẽ sử dụng để thanh toán hóa đơn, nạp thẻ cào, hoặc hai là các bạn có thể dùng để đổi tiền mặt. Và từ cái tiền đó các bạn có thể rút về ngân hàng. Thì cái cách rút tiền từ Tinet thì mình cũng có video hướng dẫn, các bạn có thể theo dõi thêm ở phía dưới mô tả của mình ha. Đây, các bạn có thể theo dõi cái phần thưởng khi bạn giới thiệu này. Khi bạn giới thiệu tiền thưởng thì bạn sẽ được cộng 20.000 đồng này, 20.000 đồng này ở trong cái phần tiền energy nhé. Và cái tiền đó các bạn có thể mua thẻ cào thanh toán dịch vụ hoặc là đổi tiền mặt ha. Đó, thì đổi tiền mặt các bạn phải qua một cái trang trung gian, thì mình cũng có làm video hướng dẫn rồi. Để mà giới thiệu thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần trang chủ ha. Các bạn ra lại trang chủ này. Sau đó ở đây nó sẽ có cái phần là đây, giới thiệu bạn bè này. Các bạn sẽ nhấp vào. Sau đó các bạn sẽ chia sẻ cái đường link, nhấp vào cái phần mời bạn bè ở đây để mà chia sẻ đường link ha. Đây, nhấp vào chia sẻ ngay này. Thì các bạn chia sẻ, các bạn sẽ kêu người ta là nhập mã giới thiệu các bạn nhé. Nhập mã giới thiệu có nghĩa là cái số điện thoại các bạn đăng ký á, thì đó là cái mã giới thiệu ha. Rồi thì cái đường link đăng ký cũng như là cái video hướng dẫn mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc bình luận nhé. Các bạn có thể nhấp vào xem. Rồi cái app tiếp theo đó là app Timo.
App Timo là app của ngân hàng bạn Việt nhé. App này thì cũng khá là lâu rồi. Hiện nay họ vẫn trả thưởng cho người đăng ký và người giới thiệu ha. Thì khi các bạn đăng ký tài khoản và nhập mã người giới thiệu thì các bạn sẽ được là 20.000 đồng. Và 20.000 đồng này các bạn có thể rút về tiền mặt. Ngoài ra sau khi bạn đăng ký xong các bạn có thể giới thiệu cho người khác bằng cách là các bạn sẽ vào cái mục mời bạn bè ở đây ha. Các bạn sẽ vào cho mình cái dấu 3 chấm ở dưới cùng ha. Sau đó đây nó có cái phần mời bạn bè này. Các bạn sẽ chia sẻ cái đường link này cho bạn bè người thân và kêu người ta nhập mã giới thiệu ha. Mã giới thiệu của mình là ưu đãi nhé. Bạn nào mà đăng ký thì nhập mã giới thiệu ủng hộ mình nhé. Mỗi người sẽ có một cái mã giới thiệu riêng. Các bạn sẽ xem cái mã giới thiệu của bạn trong này ha. Thì khi mà các bạn nhận được tiền thưởng, các bạn sẽ vào trong cái phần này để các bạn kiểm tra. Đây, vào cái phần số dư này thì nó sẽ hiện ra cái những cái phần thưởng khi các bạn giới thiệu bạn bè này. Đối với ứng dụng Timo này thì cái thời gian trả thưởng của nó sẽ chậm hơn một chút nhé. Sau khi đăng ký xong hoặc là các bạn giới thiệu thì tầm vài ngày các bạn mới nhận được tiền thưởng ha. Hơi chậm một chút nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ nhận được tiền thưởng ha. Rồi tiếp theo, app tiếp theo đó là app K. App K là app của ngân hàng VBank ha, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Thì đối với app này thì khi bạn đăng ký tài khoản và nhập mã người giới thiệu, các bạn sẽ nhận được là 50.000 đồng. 50.000 đồng này các bạn dùng để thanh toán hóa đơn dịch vụ hoặc là mua thẻ cào. Và sau khi bạn đã có tài khoản rồi, các bạn có thể giới thiệu người khác tham gia để kiếm tiền. Với một lượt giới thiệu các bạn sẽ nhận được là 50.000 đồng và người kia cũng được 50.000 đồng. Thì để giới thiệu các bạn sẽ vào cái phần giới thiệu bạn bè đây này. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái phần là chia sẻ dưới này ha. Đây có nút chia sẻ, các bạn sẽ nhấp vào. Sau đó các bạn sẽ gửi đường link cho bạn bè để người ta đăng ký và kêu người ta nhập mã giới thiệu. Mã giới thiệu chính là cái số điện thoại lúc các bạn đăng ký nhé. Thì cái đường link đăng ký cũng như là cách đăng ký thì mình sẽ để dưới phần bình luận ha, các bạn có thể nhấp vào xem. Rồi thì hồi nãy giờ là mình đã hướng dẫn các bạn những cái app kiếm tiền từ ngân hàng. Tiếp theo đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái app các bạn có thể làm nhiệm vụ để kiếm tiền hoặc là đầu tư để kiếm tiền. App tiếp theo đó là app Tickcorp ha. Thì app Tickcorp này là cái app để các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là tích lũy hoặc đầu tư hoặc là giới thiệu bạn bè. Thì khi bạn tích lũy có nghĩa là các bạn sẽ gửi tiền tiết kiệm giống như là gửi ở ngân hàng á. Và theo mình thấy thì cái lãi suất ở đây rất là cao. Các bạn có thể vào app Tickcorp. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái đây, vào cái phần sổ Tickcorp ở đây này. Nhấn vào cái mũi tên ở đây ha. Đây để mình vào cho bạn các cái gói nhé. Các bạn có thể xem ha. Thì ở trong này sẽ có 3 gói. Gói thánh giống là lãi suất 8% trên 1 năm và kỳ hạn 9 tháng. Gói thứ hai là lãi suất 7% 1 năm và gửi kỳ hạn 3 tháng. Và gói thứ ba đó là gói lộc phát 5,5% và gửi không kỳ hạn. Không kỳ hạn có nghĩa là các bạn rút bất kỳ lúc nào cũng được và các bạn sẽ nhận được lãi theo ngày. Còn đối với gói có kỳ hạn này, hai gói này có kỳ hạn thì các bạn sẽ gửi kỳ hạn trong vòng 9 tháng và 3 tháng đó. Và các bạn sẽ nhận được lãi suất như vậy. Còn trong trường hợp bạn rút trước hạn á, thì các bạn sẽ được lãi suất như vậy này, 3% ha. Rồi thì đó là cái phần để các bạn có thể gửi tiết kiệm. Các bạn có thể xem thêm cái video hướng dẫn ở dưới phần mô tả của mình nhé, thì nó sẽ chi tiết hơn. Rồi ngoài ra còn có cái gói đầu tư. Gói đầu tư thì dành cho những bạn nào mà biết đầu tư nhé. Các bạn biết đầu tư thì bạn mới tham gia, và đầu tư thì đầu tư dài hạn nhé. Chứ các bạn đầu tư được một vài ngày các bạn rút về á, thì các bạn phải chịu cái phí đó là phí rút tiền nữa. Đó thì những bạn nào mà chưa biết nhiều về cái phần đầu tư này thì cũng không có nên tham gia. Các bạn chỉ cần tham gia cái phần gửi tiết kiệm thôi. Đó, gửi tiết kiệm thì lãi suất là cao. Còn cái phần đầu tư thì dành cho những bạn nào mà đã biết rồi ha, thì các bạn có thể tìm hiểu. Ngoài ra các bạn có thể kiếm tiền với ứng dụng này bằng cách là các bạn sẽ chia sẻ ứng dụng ha. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần quà ở trên góc phải màn hình này. Nhấp vào cái phần quà. Thì trong này sẽ có cái phần để các bạn có thể giới thiệu bạn bè. Các bạn sẽ qua cái mục mời bạn bè. Đây là cái chi tiết chương trình ha. Khi các bạn đăng ký tài khoản qua đường link giới thiệu thì các bạn sẽ được 10.000 đồng. Và 10.000 đồng các bạn có thể rút về ngân hàng. Và sau khi bạn đã có tài khoản rồi, các bạn sẽ giới thiệu người khác. Và mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ được 20.000 đồng ha. Thì cách kiếm tiền ở ứng dụng này mình đã làm video hướng dẫn rồi. Các bạn sẽ xem lại hướng dẫn ở dưới phần bình luận của mình nhé. Thì để mà giới thiệu á, các bạn sẽ vào cái phần là chia sẻ cái đường link này này. Các bạn sẽ sao chép đường link này và chia sẻ cho bạn bè người thân. Và các bạn sẽ kêu người ta nhập mã nhé. Đây là cái mã giới thiệu của mình. Khi bạn đăng ký thì bạn sẽ nhập mã giới thiệu của mình thì bạn sẽ được nhận 10.000 ha. Mỗi người sẽ có một cái mã khác nhau nhé. Rồi cái cách đăng ký và kiếm tiền, rút tiền của ứng dụng này thì mình đã làm video hướng dẫn rồi. Các bạn sẽ theo dõi ở dưới phần bình luận ha. Rồi tiếp theo, ứng dụng tiếp theo đó là ứng dụng Onode.
Rồi ứng dụng Owners này thì sau khi các bạn đăng ký tài khoản xong, các bạn sẽ nhận được là 235.000, trong đó 35.000 thì các bạn có thể rút về tiền mặt, còn 200.000 thì các bạn sẽ không rút về được, mà các bạn sẽ dùng để gửi lãi tiết kiệm giống như là gửi ngân hàng vậy đó, và sau 1 năm thì các bạn có thể rút về. Thực chất Owners là ứng dụng, tức là cái ví tiền điện tử á, thì những bạn nào mà tham gia trade coin hoặc là đầu tư coin thì các bạn sẽ biết ứng dụng này. Còn trường hợp những bạn mà không tham gia trade coin hoặc là đầu tư coin thì các bạn có thể giới thiệu ứng dụng để kiếm tiền ha. Với một lượt giới thiệu thì các bạn sẽ được 35.000 tiền mặt, các bạn có thể rút về. Ngoài ra các bạn sẽ nhận được đồng coin ha. Đây là cái phần thưởng mà mình đã giới thiệu người khác tham gia. Đó. Thì cách đăng ký và kiếm tiền với Owners thì mình cũng có video hướng dẫn rồi, các bạn sẽ theo dõi video hướng dẫn dưới phần mô tả nhé. Rồi ứng dụng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là ứng dụng Tích Lũy. Tích Lũy là ứng dụng mua sắm hoàn tiền nhé. Thì ứng dụng này mình chia sẻ rất là lâu rồi. Hiện tại khi các bạn đăng ký tài khoản và nhập mã người giới thiệu thì các bạn sẽ được tiền thưởng là 20.000 đồng. Tuy nhiên 20.000 đồng này thì các bạn phải tiến hành mua sắm nhé, thì cái tiền thưởng đó nó mới về tài khoản các bạn. Ngoài cái tính năng đăng ký nhận thưởng thì các bạn có thể giới thiệu ứng dụng này hoặc là mua sắm ở trên này thì các bạn sẽ được tiền hoàn lại. Thay vì các bạn vào trực tiếp các cái trang Shopee, Lazada mua sắm thì các bạn nên vào Tích Lũy, sau đó chọn các cái cửa hàng để mua sắm thì các cái cửa hàng sẽ thanh toán tiền hoàn lại cho Tích Lũy và Tích Lũy sẽ thanh toán lại cho các bạn. Cái tiền hoàn lại thì nó sẽ tùy vào ngân hàng. Có ngân hàng thì sẽ đây ha, ví dụ như Tiki sẽ hoàn tiền là 10% trên cái trị giá đơn hàng. Rồi Lazada là 10%, Shopee là 7,5%. Đó thì sau khi bạn đã tiến hành mua sắm hoàn tất đơn hàng thì các bạn sẽ nhận được thông báo và cái số tiền nó sẽ nằm trong cái phần chờ duyệt. Khi nào mà bên các cái cửa hàng, các cái trang thương mại điện tử người ta đối soát thành công thì cái tiền thưởng ở phần chờ duyệt thì nó mới qua số dư và lúc đó các bạn mới rút về. Thì ứng dụng này mình đang có số dư là 32 triệu này. Đó, số dư là 32 triệu là số dư chờ duyệt nhé. Còn cái ứng dụng này thì mình cũng rút rất là nhiều lần rồi, đã tiết kiệm được 28 triệu này. Có nghĩa là mình đã rút được 28 triệu rồi. Và số dư hiện tại là 600.000. Còn cái số tiền chờ duyệt đang là 32 triệu. Đó, thì những bạn nào muốn kiếm tiền với ứng dụng này thì các bạn sẽ xem hướng dẫn ở dưới phần mô tả ha. Rồi ứng dụng tiếp theo đó là ứng dụng Cashback. Thì Cashback nó cũng tương tự như ứng dụng Tích Lũy ha. Cũng là ứng dụng mua sắm hoàn tiền. Đối với Cashback thì sau khi các bạn đăng ký xong các bạn sẽ nhận được là 10.000. Tuy nhiên các bạn phải tiến hành mua sắm thì bạn mới rút về được ha. Cái video hướng dẫn cách kiếm tiền với Cashback thì mình cũng có làm rồi, thì mình sẽ để video hướng dẫn này dưới phần bình luận nhé. Rồi cái app kiếm tiền tiếp theo đó là Thambuck ha. Thambuck thì thực ra không phải là app mà là một cái web kiếm tiền. Đối với Thambuck thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ bằng cách là xem quảng cáo, làm khảo sát hoặc là làm các nhiệm vụ khác. Các bạn sẽ vào cái phần kiếm ở đây này. Đây thì trong này có rất là nhiều mục để các bạn có thể kiếm tiền. Ví dụ như là làm khảo sát này, xem nội dung này, làm các nhiệm vụ này, rồi rút thăm trúng thưởng này, mua sắm hoàn tiền này. Ví dụ mình sẽ vào cái phần content ở đây nhé, phần nội dung này. Rồi nhấp vào số lần nhấp chuột. Nhấp vào tôi không phải là người máy. Rồi, thì có nghĩa là các bạn sẽ xem các cái bài viết ở đây. Và mỗi một lượt xem như vậy các bạn sẽ được là 0,15 đô ha. Thì ứng dụng này các bạn sẽ kiếm tiền bằng cách là xem quảng cáo, làm các nhiệm vụ và giới thiệu ứng dụng. Và giới thiệu bạn bè. Giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ được 1 đô ha. Và cái người đăng ký cũng được nhận 1 đô. Cách kiếm tiền và rút tiền với Thambuck thì mình có làm video hướng dẫn rồi, các bạn sẽ theo dõi video ở dưới phần mô tả của mình nhé. Rồi cái app tiếp theo đó là app Cashin. App Cashin là app đọc báo nhé. Các bạn sẽ kiếm tiền bằng cách là đọc báo hoặc làm các nhiệm vụ như là điểm danh hoặc là chơi game. Ngoài ra các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là giới thiệu. Với một lượt giới thiệu các bạn sẽ được 8.000 xu. Thì cái đường link đăng ký cũng như là cái cách kiếm tiền thì mình sẽ để video hướng dẫn ở dưới phần bình luận, các bạn có thể nhấp vào xem ha. Ngoài ra còn có rất là nhiều app khác các bạn có thể kiếm tiền. Các bạn sẽ truy cập vào website của mình. Thì mọi thông tin cập nhật thì mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là trong cái bài viết ở trên website của mình ha. Các bạn có thể vào website của mình, vào cái phần app kiếm tiền online, thì mình sẽ tổng hợp hết tất cả những app mà các bạn có thể kiếm tiền ở trong này,
Trong này sẽ có sẵn cái nút đăng ký ha. Những cái app nào mà đang kiếm tiền thì mình sẽ có cái nút đăng ký để các bạn có thể nhấp vào. Còn những cái app nào mà đã tạm ngưng thì mình sẽ ghi là tạm ngưng, các bạn sẽ không tham gia ha. Đó, thì mình sẽ tổng hợp hết trong này. Và dưới này nó sẽ có các cái video hướng dẫn luôn, các bạn có thể vào đây để tham khảo ha. Đây, vào đây tham khảo nhé. Thì video hôm nay mình đã tổng hợp cho các bạn những cái app mà các bạn có thể kiếm tiền ở trên điện thoại. Tất cả những app này mình đã làm video hướng dẫn hết rồi, các bạn có thể cập nhật trong bài viết của mình hoặc là cập nhật trong cái phần mô tả hoặc là bình luận video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy nhấn like, share video này ủng hộ mình nhé.